phố đêm náo nhiệt nhất thủ đô Hà Nội. Tại đây thì du khách có thể tìm thấy vô vàn những món ăn đặc trưng của thủ đô Hà Nội, từ phở xào này, bún thang, bún mọc cho đến những món ăn vặt như là nem phụ hay là nem chua rán. Ở Tà Hiền thì không chỉ có đồ ăn ngon mà không khí ngồi ở đây cũng rất là sôi động náo nhiệt. Thậm chí mùa này lại còn đông đúc hơn nữa, tại vì đang vào mùa diễn ra World Cup. Tôi rất thích phở, bún chả, bánh mì, tất cả đều rất ngon. Tất cả những món này chưa bao giờ tôi được thưởng thức ở nước Anh. Thật khác biệt, đồ ăn được chuẩn bị rất nhanh, đặc biệt là rất ngon. Đồ ăn ở đây ngon nhất thế giới, thực sự ngon nhất thế giới. Không phải chỉ mỗi một World Cup thôi, mà 365 ngày, lúc nào con phố này cũng đông đúc và nhộn nhịp như vậy. Bên cạnh lý do về con người thân thiện, cảnh đẹp thì ẩm thực ngon và phong phú chính là điều thu hút lượng lớn khách nước ngoài đến với Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Du lịch Việt Nam, Việt Nam Traveler, phát sóng 9:05 mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật trên kênh VTV1. Quý vị vừa cùng tôi trải nghiệm không khí tại phố đi bộ Hà Nội. Liên tiếp nhiều năm, ở phở, cà phê trứng, rồi thì nem luôn có mặt trong những món ăn ngon nhất thế giới theo bình chọn của những chuyên trang du lịch hàng đầu hay là hãng truyền thông nổi tiếng CNN. Miếng ngon nhớ đời nên không có gì ngạc nhiên khi mà những món ăn đường phố mang phong vị, văn hóa, lối sống vùng miền tạo hấp lực với nhiều nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng hay ngay cả những đầu bếp khó tính nhất khi đến Việt Nam. Tạ ơn Chúa là tôi không sinh ra ở Việt Nam, ở đây thì tôi chỉ là một đầu bếp tồi. Gordon Ramsay, bếp trưởng nổi tiếng khó tính đã từng thốt lên như vậy. Còn cố đầu bếp Anthony Bourdain đã nhiều lần thổ lộ tình yêu với ẩm thực Việt Nam. Hình ảnh ông cùng với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả Hà Nội thực sự đã truyền cảm hứng. Đến Việt Nam thì cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phải thưởng thức bánh mì. Còn Thủ tướng Canada thì thích thú với cà phê vỉa hè. Nhiều người nổi tiếng thế giới đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ẩm thực Việt. Mới đây nhất, trong chuyến du lịch Việt Nam, hai nam diễn viên đóng siêu nhân Gao là Takeru Shigaki và Noboru Kaneko đã hào hức thưởng thức đủ món, phở bò, bánh mì, bánh cuốn, chả mực, rồi cà phê. Vợ chồng ngôi sao võ thuật Trần Tử Đan vui vẻ xếp hàng tại một quán phở và một quán bánh mì ở Hội An. Còn tài tử Tạ Đình Phong nhiều lần đăng tải video khen ngợi khi thưởng thức món Việt tại Hồng Kông, Trung Quốc. Việt Nam, trái đất hình chữ S trải dài từ Bắc vào Nam với sự đa dạng về địa lý, thổ nhưỡng, văn hóa của 54 dân tộc anh em, nên có nền ẩm thực vô cùng là phong phú với hơn 3.000 món ăn. Mỗi địa phương, vùng miền thì lại có cách chế biến món ăn với hương vị riêng. Đồ ăn Việt Nam được đánh giá là cân bằng, hài hòa giữa các loại gia vị và có lợi cho sức khỏe. Nhưng mà đến nay thì chúng ta vẫn chưa có chiến lược quốc gia biến ẩm thực thành một thương hiệu du lịch. Nhiều địa phương thì vẫn còn loay hoay trong việc xây dựng những tour du lịch ẩm thực. Vậy thì cần phải làm gì? Huế, nơi lưu giữ gần 1.300 món ăn từ ẩm thực đường phố đến ẩm thực cung đình hay các món chay. Tại đây đã hình thành tour du lịch kết hợp với thưởng thức ẩm thực, nhưng chỉ dừng ở mức độ giới thiệu cơ bản một số đặc sản. Những tuyến đường ẩm thực chỉ tưng bừng dịp lễ Tết chứ chưa là hoạt động thường xuyên. Ta phải nâng tầm nghiên cứu ra những cái món ăn truyền thống ngon lành để bảo tồn phát huy nâng tầm di sản văn hóa. Hình ảnh người nước ngoài ngồi vỉa hè dùng đũa thưởng thức bát phở hay bát bún ốc ở góc phố Hà Nội đã trở nên quen thuộc. Món ăn được phố Hà Nội nức tiếng với thực khách toàn cầu. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở thành một điểm đến ẩm thực mới của châu Á với những món ngon đa dạng, nhiều vùng miền và giao thoa phong cách Á Âu. Nhưng ẩm thực chưa là lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển du lịch. Ẩm thực Việt Nam đã được biết đến khắp thế giới. Trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng được tôn vinh như hai viên ngọc. Nếu biết khai thác, ẩm thực sẽ nâng tầm du lịch trở thành nguồn lợi cho phát triển kinh tế. Cùng Hải Phòng lọc vòng ẩm thực, đi một nơi vô số món. Food tour trở thành trào lưu sau khi dịch Covid-19 được khống chế. Hiệu ứng quảng bá từ mạng xã hội và các nền tảng số như Facebook, TikTok đã lan truyền nhiều hình ảnh, video giới thiệu, đánh giá về ẩm thực Hải Phòng. Thành phố này công bố bản đồ ẩm thực trực tuyến và bản in phát miễn phí tại ga Hải Phòng cho du khách.
Theo nhiều chuyên gia, mỗi địa phương, trung tâm du lịch có thể xây dựng cả những bảo tàng, nhà trưng bày giới thiệu văn hóa ẩm thực, đặc sản địa phương, có nhà hàng để trình diễn hay thực hành về các món ăn cho du khách xem và thưởng thức. Tất cả những cái đặc sắc độc đáo của từng địa phương để kết nối nó trở thành một cái động lực lớn hơn, một cái năng lực lớn hơn ở trong cái văn hóa ẩm thực, sản phẩm văn hóa ẩm thực để chúng ta khai thác một cái điều kiện mà chúng ta đang sẵn có. Và chúng ta xây dựng cái bản đồ số về ẩm thực là cái điều hết sức cần thiết, vừa là tiện cho việc du khách có thể tìm đến được những cái điểm mà người ta muốn biết trước khi người ta đến đặt chân đến Việt Nam. Và ngoài ra thì đối với cả những cái nhà đầu tư kinh doanh, chúng tôi cũng thấy là đây cũng là một trong những cái thông tin mà giúp cho họ đầu tư đúng mức, đúng chỗ và qua đó thì phát triển được cái điểm ẩm thực chung của chúng ta. Đằng sau mỗi món ăn còn là lịch sử, văn hóa địa phương gắn với đất, người và nghề, chuyên chở sự khéo léo, tinh tế và sáng tạo của các o, các mế, các bà hay những siêu đầu bếp. Ghi điểm với du khách bằng ẩm thực để chinh phục cảm xúc và níu chân du khách quay trở lại nhiều lần. Để mỗi du khách đến với Việt Nam đều háo hức được ăn các món ngon, sẵn sàng chi tiêu. Ẩm thực không chỉ tạo nét hấp dẫn cho du lịch mà còn trở thành thương hiệu quảng bá văn hóa quốc gia. Dù ẩm thực Việt Nam thì luôn lọt danh sách những món ngon thế giới, nhưng mà chúng ta chưa có món ăn nào được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới như kim chi của Hàn Quốc, pizza của Italia hay là cà phê của Brazil. Vì thế, trong xúc tiến và xây dựng sản phẩm du lịch, cần phải đẩy mạnh ẩm thực. Sau thành công của Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội vào tháng 4 năm nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ phối hợp với Đà Nẵng để tổ chức hội VITM Đà Nẵng năm 2022. Thông tin này cũng như những hình ảnh sôi động của thành phố biển miền Trung sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Lần đầu tiên, Đà Nẵng đăng cai hội chợ du lịch quốc tế sau thành công nhiều năm của thương hiệu VITM Hà Nội. Với chủ đề phát triển du lịch biển, khai thác thế mạnh của du lịch Việt Nam, VITM Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Thành phố với sự tham gia của 350 gian hàng, trong đó có 50 gian hàng quốc tế cùng với các doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến du lịch của hơn 50 tỉnh thành. Những cái sự kiện đấy nó sẽ mở mang cho các doanh nghiệp những mối quan hệ cả nội địa lẫn quốc tế. Và vì vậy, những cái diễn đàn và những cái hoạt động tại các cái hội chợ VITM luôn luôn là một cái điểm quan trọng đối với các doanh nghiệp du lịch. Chúng tôi cũng rất là mong muốn phối hợp cùng với lại Hiệp hội Du lịch Việt Nam để đưa cái điểm nhấn nhằm phát huy cái tiềm năng và cái thế mạnh về du lịch biển đảo của cả nước nói chung và của Đà Nẵng nói riêng thông qua cái hội chợ này. Trong khuôn khổ VITM Đà Nẵng 2022 là nhiều hội thảo về những vấn đề lớn như phát triển du lịch biển khu vực miền Trung, chuyển đổi số trong du lịch, v.v. Đặc biệt, sự tham gia của 80 đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế từ Mỹ, Úc, Canada, Tây Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á, những thị trường lớn của du lịch Việt Nam, sẽ là cơ hội xúc tiến du lịch Việt Nam tại chỗ, đẩy mạnh trao đổi khách quốc tế trong thời gian tới.